Thiên Ân lộ điểm yếu chí mạng ở Indonesia, bị bố ruột bắt chuyện yêu đương trước khi thành hoa hậu. Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân đang đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2022 ở Bali. Những hoạt động của tân hoa hậu được fan sắc đẹp đặc biệt chú ý, quan tâm và ủng hộ. Kể từ khi gia nhập đường đua Miss Grand International 2022, tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam luôn xuất hiện với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng. Cô đã làm quen được với rất nhiều bạn mới thông qua các hoạt động chung của cuộc thi. Ngoài ra mới đây, Đoàn Thiên Ân bất ngờ có một buổi livestream trên trang Instagram chính thức của Miss Grand International, khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý và dành nhiều sự quan tâm. Trước đó, nàng hậu gốc Long An cũng thường xuyên cùng đại diện đến từ Indonesia livestream giao lưu trò chuyện với người hâm mộ. Tuy nhiên, lần livestream này lại là trên trang Instagram chính thức của Miss Grand International nên đã khiến các fan sắc đẹp vô cùng bất ngờ. Rất nhiều người đã nhanh chóng chụp màn hình khoảnh khắc này lại và chia sẻ rầm rộ trên khắp các trang mạng xã hội, trong các hội nhóm. Netizen cũng nhanh chóng để lại bình luận của mình. Hình như bà ấn nhầm nút tắt hay sao á, đang coi cái tắt luôn. I'm beautiful, haha, xong cái tắt like cái bụp. Nếu mà chụp hình với bộ đồ thể thao thì Ân làm layout này là hợp, nhìn khỏe và năng lượng. Công nhận bà sét sáng bừng luôn, Ân xòa tóc ra nhìn đẹp hơn á, thôi từ từ bung cũng được. Đoàn Thiên Ân hiện được người hâm mộ nước nhà kỳ vọng sẽ nối tiếp Thùy Tiên làm rạng danh nhan sắc Việt tại đấu trường quốc tế. Mặc dù vượt mặt các đại diện Latin với body quyến rũ, song Thiên Ân vẫn để lộ một nhược điểm chí mạng. Cụ thể, khi đứng chung khung hình với đại diện Puerto Rico và Paraguay, người đẹp Long An diện chiếc váy màu trắng với phần trên được thiết kế lạ mắt và xẻ tà để tôn lên đôi chân dài miên man. Người đẹp Puerto Rico mặc váy ngắn xuyên thấu, còn đại diện Paraguay thì chọn chiếc váy cắt xẻ khoe trọn vòng eo con kiến. Khán giả cho rằng body khỏe khoắn của Thiên Ân hoàn toàn nổi bật giữa hai người đẹp Latin, đặc biệt nhan sắc của tân hoa hậu cũng được nhận xét là vượt mặt hai đối thủ. Tuy nhiên, một vài ý kiến cho rằng nụ cười của Thiên Ân còn gượng và có vẻ khá mệt mỏi, họ khuyên cô nên thả lỏng cơ mặt hơn. Ngoài ra, một vài người cũng góp ý Thiên Ân nên đổi kiểu tóc để trông không bị nhàm chán. Bình luận của netizen: sau cứ thấy nụ cười của Thiên Ân có chút gượng gạo nhỉ, có phải còn mệt mỏi sau chuyến đi gấp không? Body Thiên Ân đỉnh quá, không hề kém cạnh với mấy chị Latin luôn. Đừng chê Thiên Ân đô nha, body này ra quốc tế mới chặt được mấy chị phương Tây đó. Ân nên học cách thả lỏng gương mặt chứ đừng cười gượng như vậy, trông sẽ có vẻ mệt mỏi. Không hề kém cạnh với đại diện Latin luôn, tự hào quá. Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000 tại Long An, cô hiện đang là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Thiên Ân từng đại diện trường cấp 3 đi thi nữ sinh áo dài năm 2018 và giành quán quân chung cuộc. Ít người biết Thiên Ân là nàng hậu có hoàn cảnh rất đặc biệt, thậm chí bà trùm Hoa hậu Kim Dung còn đặt cho cô danh xưng Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam. Theo lời chú Bảo Hùng, bố ruột Thiên Ân, thì cô là người ít nói, ít chia sẻ với gia đình khi quyết định dự thi Miss Grand Việt Nam 2022. Theo gia đình thì vì cháu đã lớn rồi nên cháu sẽ đưa ra những lựa chọn cho bản thân. Bố của Thiên Ân cho biết khi thấy con gái thành công, ông mừng và tự hào. Được biết, người đẹp sinh năm 2000, mồ côi mẹ từ năm lớp 11, bản thân cô phải đi làm sớm. Trong đó có bán mắt kính để trang trải cuộc sống. Trong cuộc trò chuyện với Đỗ Long, tân hoa hậu cho biết trước khi đăng quang cô vẫn đi làm thêm. Đến sáng hôm sau, người đẹp quê Long An mới nhớ ra và lập tức gọi điện cho cửa hàng mắt kính xin nghỉ làm vì đã lỡ thành hoa hậu. Khi được hỏi về chuyện tình cảm của Thiên Ân, bố của cô cho hay, vấn đề này tôi chưa nghe cháu nói. Đối với người thân, Thiên Ân là một cô gái nghị lực ít nói. Trong hành trình người đẹp sinh năm 2000 đi thi, bố ruột luôn động viên, song không đặt nặng chuyện thành tích. Vấn đề đoạt giải hay không thì ngoài nghị lực cũng cần có sự may mắn. Mình không thể biết trước là cháu có thể giành chiến thắng như hôm nay. Khi được hỏi về việc có lo lắng khi con gái bước vào showbiz hay không, chú Bảo Hùng cho biết ông tin tưởng vào sự nghị lực của Thiên Ân. Tôi tin con sẽ vượt qua mọi thử thách, chú Hùng dõng dạc nói.